Khang Audio Bình Dương xin kính chào các đồng chí. Buổi chiều ngày 28/10/2022 tại đơn vị vận chuyển Việt theo bốt, chiều nay có một sản phẩm lên đường thôi, 6 kg. Báo cáo với lại các đồng chí, chiếc đài Sony CFS 1133 hay là 1133 1133 nha. Đấy, 1133 đi Hải Dương, gửi tới ngài Nguyễn Xuân Nghị ở công ty may Venture, km 40 quốc lộ 5 Lai Cách Cẩm Giàng Hải Dương Việt Nam. Thôi buổi chiều nay có một sản phẩm, xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.